Não, gente, o que acontece? Se foi a bebê não. Me foi vários sonhos. Bem, é bem da hora. Que é, mano? Eu vou lá. Eu tenho que ir bem, né? จะเกมไหนเนี่ยจะเกมเกมไหนมาจะเปลี่ยนเกมเนี่ยจะเปลี่ยนเกมไหนจะเปลี่ยนเกมไหมก็คงไม่ em mình nhắc tới bạn là thấy sẽ cần cái này để mà chưa tìm kiếm này thấy hay dấu ung rõ mình quay á mình che lại đấy thấy cũng là chưa tìm kiếm á tìm kiếm này chơi ép mình tìm kiếm này chơi ép nha đấy chính hay như nó dùng muốn bãi đấy chơi ép này nè lắm là đâu hết bèn coi luôn một tháng mấy không đấy mà em đang nhầm đấy đấy em bãi nhé gần ok đây mình còn cà phê làm chung video luôn. Bạn muốn bèn mà sẽ bị sót cái này rồi. Bạn muốn bèn đấy, bấm thử cho bạn xem nè. Này khác nha. Đấy. Cái à. Hay các bạn bị nó không ra. Đấy nó không ra nữa. Đây cũng có chiến dịch nữa các bạn mà các bạn chơi. Thấy các bạn kiếm hoài cũng không ra. Đấy, không có ra. Bị sót rồi. Nên á, các bạn làm theo mình nha. Là cái kích kiss ắt coi đấy là đã về đấy thật đấy đúng rồi đấy đấy cách chơi luôn một cách này mà nắm cái phá nha các bạn mình sẽ cải xem mà bi ba về và mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha vô các bạn nhớ kết bạn với mình nhé khi mình xong video các bạn nhớ like subscribe mình đăng thêm nhiều video mới nha nhé và các bạn nhớ đăng ký nhé các bạn đăng ký mình mới có quyền mình mua điện thoại mới nó đẹp nó lâu hơn đẹp quay nó đã hơn bự hơn bạn nhớ xem nhé. Đây nhé, đây ứng dụng PC ở năm rồi mình đã làm gì cả rồi video là mình đã hướng dẫn rồi để làm video mình đang quay bằng cái này đấy
clip show một cô hát này mà đang quay lại đi xem á. Nè cũng hay nhận cái hộp trái nè, Facebook của mình nè. Hello, thì mình đang nói chuyện với bạn mà bạn kêu quay video cho nó coi, mình cứ quay cho nó coi. Nên đây quay chat đi mình. Các bạn nhớ bảo quay chat thì nó nha. Kênh thay tưởng mà quay chat thì nó sẽ hiện ra. Hay để dành cho nhạc cho cái này nè. Thấy thì dành cho nhạc cho cái này nè. Xét mobile gì á. Đây là nó nhập cho cái CF Mobile đó lắm. Bán đợi mình á. Bèo mới bay 50 mấy. Thời Messenger. Cái ứng dụng Messenger này nè. Nó đã bây giờ nó có thể gọi điện bằng khuôn mặt của mình. Để nhận cái Facebook. Nó có thể gọi điện bằng khuôn mặt nữa. Chúc mừng đi học rồi. Mình học lớp 6 rồi. Mà sau mấy bạn đi ra mấy cái được cho mình xem cái gì không được bạn xem quay bằng hai cái hình thật hay nữa 220 rồi 390 rồi không hôm nay là 3/9 nhé, mình quay ngày 3/9/7 10/14 Samsung Galaxy Pop 3 ngoài em cái gì là mới mua về mình quay luôn mới thả về luôn sáng ngày mới đi mua xong hơi ngầu nó hơi chật chứ cần còn mua lâu nhé mấy cái gì cũng trốn hỏi cái điện thoại khác cái gì nhất cái kia cái bự hai cái kia mình để vô đó chơi rồi cái này mình lấy nhà mình rút Zalo rồi mình quay phim rồi bữa mình sẽ quay phim clip về ngày nghỉ 4/9 của mình mình muốn vô quay phim clip kích tải thì kích bây giờ mà trên đây này mình sẽ quay lại hay không còn trên đây mình quay lại trên kia cũng có luôn đây cũng có nếu bạn muốn tải thì bạn cái video nè bạn nhớ chúng nhé bạn nói là cái kích chơi kích bạn kiếm không có ai nữa bạn không có dài hết rồi cái kích khác rồi không có dài giờ các bạn vô YouTube á bạn kiếm cái video nào 57 giây á bạn coi đó rất là hướng dẫn đăng mới đăng lại cái này sẽ vào cách tải chơi cách game các bạn kiếm cái nào 57 giây á hay là ứng dụng rồi nè để kiếm ngôi chứ nó sẽ ra chứ mấy video này là hắn đã thấy là không còn đăng này thấy không thấy mẹ mẹ cũng cái 57 giây á thế nào có nè hãy nhớ nhé hãy cũng cái đó và chúng ta bán rồi hãy nhớ cho kêu úp trên đây cũng hay lắm 378 rồi cái cài đặt luôn và chấm phím 2 rồi kịp xong không nhờ không người hơn bám anh bám hỏi thôi thành công tao nhờ này kịp xong không nhờ không người hơn đấy khi cài đặt xong nó sẽ nhảy lại rồi cuối cùng cài đặt thấy nó hay cài đặt cài đặt chắc và nhập số cho các bạn nhầm một nhầm 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 nhầm
kia mình đã sót rồi cái này. Thì mình chỉ hướng dẫn ra cách không nhé. Gà bự bỏ hết trái mình đã mua rồi. Anh số bảy khoan bạn và rồi cả xong thì mình sẽ hát cho các bạn xem để nó lại mình đã luôn. Nó rất là nhẹ, mình chơi cũng sợ, mình chơi mà các món năm rồi mình hồi hôm qua mình đã làm ca hướng dẫn bảy mô đun combat 4 rồi, rất là nhẹ, rất hơi nặng nhá, mình bảy giờ mới nhớ. Các bạn muốn chơi các bạn đều về rồi, có trăm mấy nghìn cái rồi. IPVV này cho nó đỡ chật, cái này sống. Chúc các bạn trẻ yên và chơi game vui vẻ. Các bạn nhớ like và subscribe để cho video mới. Mình đem mình viết cho các bạn nhiều video. Bye bye. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video sau.